Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Kinh Bắc nhé. Và video ngày hôm nay thì Kinh Bắc lại tiếp tục giới thiệu đến toàn thể các bác về một chiếc sập thờ Mai Điểu. Và bộ sản phẩm này thì được Kinh Bắc là đục liền lổi và đục kênh bong trên nền chất liệu gỗ, đó là gỗ hương đá Lam Phi. Và bộ sản phẩm này thì được Kinh Bắc đầu tư rất là kỹ về cái khâu đục chạm và khâu chọn gỗ. Và bộ sản phẩm thì được Kinh Bắc làm trọn gói, bao gồm là một chiếc ngai thờ, đó, một chiếc sập thờ và một chiếc bàn cơm. Và combo sản phẩm ngày hôm nay thì Kinh Bắc đã bán cho một khách hàng đến từ cầu Phú Đồng của quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và với kích thước là chân 24, đó, chân là chân 24 và chiều dài trên mặt là 2m17, sâu là 1m07 và chiều cao là 1m27 nhé. Và phần ván mặt thì được làm dày là 2 phân, khuôn tranh là dày 5 phân, nó rất là dày dặn. Và hơn nữa là toàn bộ các cái chi tiết đục chạm thì được đục liền lổi đó. Và đặc biệt là phần dạ tiền đây ạ. Phần dạ tiền với những cái đường led đục chạm, kênh bong, sắc led và đục dày dặn trên cái khối gỗ là 10 phân, nó rất là dày. Và nguyên cả một cái khổ gỗ của phần dạ tiền là dày 10 phân và bản rộng là cao 50. Đó, bản rộng là cao 50, đục liền lổi. Với những cái họa tiết đục là hoa mai và chim điểu đấy ạ, các bác có thể chiêm ngưỡng nhé. Nó đục kênh bong sắc led từ những cánh chim cho đến cái phần đầu mỏ đây ạ. Nó đục và di sần rất là đẹp nha các bác. Đây là cái sản phẩm đục kênh bong kinh điển được ở bên Kinh Bắc đầu tư rất là nhiều tâm huyết. Nó đầu tư rất là nhiều tâm huyết đấy ạ, đục kênh bong. Và với những cái họa tiết là hoa mai và chim điểu, đặc biệt là cái phần thân mai đấy ạ. Thân mai thì đục rất là già cây nha các bác. Đó, đục rất là già cây. Và ở chính diện thì Kinh Bắc sẽ làm và đục một con rơi ngậm chữ phúc, kèm theo đó là ba quả đào đấy ạ. Và đi lên bên trên là phần dạ cổ thì sẽ làm là hai lớp, đó, hai tầng. Và bên trên thì sẽ đục là trúc cài cuốn thư và hai bên thì sẽ đục tích là mai hóa long. Và bên dưới thì sẽ đục, đó, đây là các bác có thể chiêm ngưỡng hình ảnh là trúc hóa rồng, kèm theo đó là đây là phần mặt nguyệt. Đó, đục rất đẹp nha các bác, dày là 4 phân, dày dặn 4 phân và là hàng đục liền khối. Đó, đục liền khối. Rất đẹp nha các bác. Và đây là phần khuôn mặt đấy ạ, hay còn gọi là khuôn tranh mặt, là dày 5 phân. Khuôn tranh mặt là dày 5 phân và ván mặt thì sẽ làm dày là 2 phân. Và kèm theo đó thì gia đình nhà bác thì có đặt thêm là một chiếc ngai. Đó, đây là một chiếc ngai cột với kích thước cao là 77 nhé. Cao 77 và rộng khoảng độ 54. Đó, một chiếc ngai cột cũng là chất liệu gỗ hương đá Lam Phi. Và tất cả các cái phần triện góc bao đơn thì cũng được Kinh Bắc là đục te đấy ạ. Đục te nhé, toàn bộ đục te toàn bộ. Đó, với những cái đường led đục chạm rất là tinh xảo. Và cái bao đơn này thì cũng rất là dày đấy các bác. Dày là 4 phân. Đó, dày 4 phân. Mặt là rộng là 2m17 và chiều sâu thì là 1m07 và cao từ đất lên mặt ban là cao là 1m27 nha các bác. Nó đục chạm thì toàn bộ là đục lổi liền kênh bong. Nó đục liền lổi kênh bong và đầu tư rất là nhiều tâm huyết cũng như là công sức về cái mẫu đục. Đó, các bác có thể chiêm ngưỡng đi ạ. Và gỗ thì sẽ đảm bảo cho các bác là gỗ rất là khô. Đó, gỗ rất là khô. Và chân thì sẽ làm là chân 24. Đó, chân 24 đây ạ. Đó, thì do sản phẩm đang để ở xưởng nên là rất là bụi đây các bác, phải chiêm ngưỡng đấy. Rất là bụi. Rất là bụi đấy ạ. Và gia đình nhà bác thì có đặt là một combo phòng thờ. Đó, tổng giá trị lên đến là 182 triệu. Đó, 182 triệu. Bao gồm là một bộ sập thờ Mai Điểu. Đó, một chiếc bàn cơm. Một chiếc bàn cơm với kích thước là 1m27, sâu 61. Đó, rộng là 1m27, sâu 61 nha các bác. Thì cái sản phẩm này thì các bác có thể bày là hai mâm cỗ. Đó, bày hai mâm cỗ rất là thoải mái. Và kèm theo combo thì bác có đặt là một bộ ngai. Đó, một chiếc ngai và một bộ câu đối dày 6 phân. Đó, cũng đồng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi. Đó, một bộ câu đối dày 6 phân và một bộ cửa võng dày 5 phân. Đó, rất là chất lượng và cực kỳ đẳng cấp nha các bác. Đó, vô cùng là đẳng cấp. Và kèm theo đó là một bộ vách thờ. Đó, tổng combo là lên đến 182 triệu. Đó, rất là nhiều tiền nha các bác. Thì không phải các bác
lựa chọn được những cái sản phẩm cơ sở uy tín để đặt được những cái sản phẩm chất lượng đó. Thì các bác muốn tìm hiểu kỹ thì có thể lên kênh YouTube của Đồ Gỗ Kinh Bắc để các bác có thể tham khảo về những cái sản phẩm mà bên em đã làm nhé. Và bên em làm thì đều là những sản phẩm được đầu tư, nó được đầu tư rất là nhiều về mặt công sức, đó, tâm huyết, và đưa ra một cái mẫu đục và có kỹ thuật đục chạm cũng như là khả năng hoàn thiện rất là kỹ. Đó, khả năng hoàn thiện rất là kỹ. Và hơn nữa thì Kinh Bắc cũng nhận được một cái đơn, cũng có một chiếc sập, nhưng mà là sập tứ linh. Đó, sập tứ linh thì sẽ đi với một bộ trường kỷ nha các bác. Đây là bộ trường kỷ đây ạ. Bộ trường kỷ này thì đã giới thiệu trong cái clip lần trước. Đây là một bộ trường kỷ đại. Đó, hàng cực khủng đây ạ. Hàng cực khủng nha các bác. Và bên ngoài thì có một chiếc tam cấp đây ạ. Một chiếc án gian tam cấp. Đó, đồng chất liệu, đó là gỗ hương đá Lam Phi. Đó, các bác có thể thấy đây. Các bác có thể thấy đây là một bộ án gian thờ. Hàng khủng VIP. Đó, với kích thước là rộng là 2m17, chiều sâu là 1m81 và cao là 1m60. Đó, mặt toàn bộ là giày 2 phân, khuôn tranh giày 5. Hàng cực khủng nha, chân 18 đây ạ các bác. Chân là chân 18. Đó, thì các bác có thể thấy là bên em thì chuyên sản phẩm, chuyên sản xuất những cái sản phẩm đó, hàng kỹ, chất lượng cao. Và đặc biệt là nhận rất là nhiều các cái sản phẩm hàng đặt. Đó, rất là nhiều các sản phẩm hàng đặt. Và đây là một bộ sản phẩm, bộ đồ thờ có tên gọi là bộ sập thờ Mai Điểu. Đó, chân 24. Thì một combo sản phẩm này ngày hôm nay thì bao gồm là một chiếc sập thờ và một chiếc bàn cơm thì có giá là 62 triệu đồng. Đó, giá là 62 triệu và một chiếc ngai thờ là 7 triệu nha các bác. Đó, 7 triệu đồng. Và một bộ câu đối mai, đó, một bức cửa võng và một bức tranh tứ quý, kèm theo đó là một một bộ khung vách, đó, một bộ khung vách thờ được làm đồng chất liệu, đó là gỗ hương đá Lam Phi, thì tổng đơn hàng có mức giá là 182 triệu đồng. Cực kỳ đẳng cấp nha các bác. Đó, thì các bác mà có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với đơn vị của Đồ Gỗ Kinh Bắc theo số hotline, đó là 0868 82 80. Và cơ sở bên em thì ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và các bác mà ở gần thì rất là kính mong các bác có thể qua trực tiếp đó để xem xét và lựa chọn cũng như là đặt những sản phẩm theo yêu cầu. Và bên em thì sản xuất với những cái sản phẩm đồ thờ, đó, đồ gỗ, như là những cái sản phẩm như là bộ sập thờ này, sập ngồi này, bộ câu đối, cuốn thư hay là hoành phi câu đối. Và những cái sản phẩm như là tủ rượu, đồng hồ, đó, bàn ghế ăn đi ạ. Đây là một lô bàn ghế ăn của một khách hàng đến từ Quảng Yên, Quảng Ninh. Đó, thì các bác mà có nhu cầu muốn sở hữu được những cái sản phẩm hàng chất lượng thì có thể qua trực tiếp cơ sở. Đó, và bên em thì rất là mong các bác có thể đến trực tiếp để trao đổi, cũng như là đến để xem xét và lựa chọn những cái sản phẩm làm sao cho nó phù hợp nha các bác. Và video clip ngày hôm nay thì bên em cũng xin phép là được khép lại tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.